Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy có một người biệt phái kia mời Chúa Giêsu đến dùng bữa với nhà ông. Người vào nhà người biệt phái và xà vào bàn ăn. Chợt có một người phụ nữ tội lỗi trong thành, nghe biết người đang dùng bữa trong nhà của người biệt phái, liền mang đến một bình bạch ngọc đựng thuốc thơm. Bây giờ, bà đứng phía dưới chân Chúa mà khóc nức nở, nước mắt rơi ướt đẫm chân người. Bà lấy tóc lau, rồi hôn chân và sức dầu thơm. Thấy thế, người biệt phái đã mời Chúa, nghĩ thầm rằng, nếu ông này là vị tiên tri, thì phải biết cái thứ đàn bà đang động đến là ai và thuộc hạng người nào. Đó là một đứa tội lỗi. Nhưng Chúa Giêsu lên tiếng bảo ông: Simon, tôi có điều muốn nói với ông. Ông Simon thưa: Xin thầy cứ nói. Một người chủ nợ có hai con nợ. Một người nợ 500 đồng, người kia nợ 50 thôi. Vì cả hai không có gì trả nên chủ tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, người nào sẽ yêu mến chủ nợ hơn? Ông Simon liền đáp: Tôi nghĩ là kẻ được tha nhiều thì yêu mến hơn. Chúa Giêsu bảo: Ông đã xét đoán đúng. Rồi quay lại phía người phụ nữ, người bảo ông Simon: Ông thấy người này chứ? Tôi vào nhà ông đã không đổ nước rửa chân tôi, còn bà này lấy nước mắt rửa chân tôi, lấy tóc mình mà lau. Ông đã hôn không hôn chân tôi, còn bà này từ lúc vào không ngớt hôn chân tôi. Ông đã không sức dầu trên đầu tôi, còn bà này đã lấy thuốc thơm để sức chân tôi. Vì vậy, tôi bảo ông, tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà yêu mến nhiều. Kẻ được tha ít thì yêu mến ít. Rồi người bảo người phụ nữ, tội của con đã được tha rồi. Những người đồng bàn liền nghĩ trong lòng, ông này là ai mà lại đi tha tội? Và người nói với người phụ nữ, đức tin của con đã cứu con, hãy đi về bình an. Sau đó, người rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo nước Chúa. Có nhóm 12 người cùng đi với người, cũng có cả mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần và bệnh tật, là Maria gọi là Magdalena, đã được chữa khỏi 7 quỷ ám, là Joanna, vợ của Cusa, viên quản lý của Herode, là Susanna và nhiều bà khác nữa. Họ đã lấy của cải của mình mà giúp đỡ người. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, để tôi đi xuống dưới chút. Đi xuống là để tìm xem ai ngủ gật. Rồi tôi cũng trở lên thôi. Không biết con có tìm ra cái hình đó. À, ai biết người này tên gì, xin tôi có thưởng liền lập tức, thưởng luôn chiếc xe hơi tôi đang đi đó. Mà ai nói trật, ông nào nói Phạm Quang Hồng, đưa xe ông cho tôi. Người này nổi tiếng thật ở Hoa Kỳ, là một tài tử siêu sao, là một danh ca, chứ không phải đánh cá đâu, là một nhạc sĩ và cả một ca sĩ nữa. Ông ta tên là Mark Wahlberg. Nhưng đặc biệt không phải là nghề ca hát, mà là ông ta là một chủ của một thương doanh, danh hiệu nổi tiếng và rất giàu có ở Hoa Kỳ. Cuộc đời ông coi như vất đi. Thật sự, sinh ra trong một gia đình nghèo, đông con, mới 3 tuổi cha mẹ đã ly dị, không ai dạy dỗ, mà đi vào con đường thù hận, bởi vì không còn tin vào tình yêu ở đâu có nữa, cho nên Mạc rất ghét mọi người, đặc biệt là những người da màu đến đất Hoa Kỳ. Anh ta lý luận với những người cùng một cái tuổi của anh rằng, tại mấy tuổi nó đến mà nước Mỹ của mình mất nhiều cơ hội và bớt hạnh phúc. Cho nên lúc tuổi trẻ,
hãy gặp người da màu mà có bản đảng là xuống lại đánh. Đi chung với một băng mới dám đánh thì cũng khá cẩn thận, bởi vì đánh người da đen nó khỏe hơn. Một hôm mà thấy trên đường đi có hai người da vàng, hai người Việt Nam, hai người đàn ông lớn tuổi rồi, và anh ta có cây gậy trong tay, anh ta đập hai ông đó. Hai ông đều bất tỉnh, một ông bị bể con mắt, người ta cấp cứu được. Thưa quý vị, Mạc bị bắt liền và bị truy tố trước tòa án tội ngộ sát, bởi vì anh ta không muốn đánh chết nhưng mà làm hư một con mắt của người khác. Mà vì mới 16 tuổi bước qua 17 cho nên vị thành niên tòa xử án 2 năm tù. Nên nhớ, Mạc khi cha mẹ ly dị cùng hai người anh và một người chị đã từng vào tù ra khám trước đó, chứ Mạc chưa vào. Anh và chị đã từng vào vì tội trộm cắp, cướp giật, lừa đảo, hành hung và cuối cùng có ngộ sát của Mark Wahlberg gây ra. Ở trong tù, anh ta mới thấy bắt đầu sợ, là vì những người tù đánh những người da màu vào trong đó, thì cái đám da màu trong đó, nó ở tù rất đông, nó cứ lăm le để nó đánh chết, nó đánh cho chết. Cho nên anh ta hoảng sợ, xin giám thị cho được nhốt riêng. Và anh ta nghĩ rằng mình đã lầm đối tượng, họ đâu có gì để mình thù ghét, nhất là hai người đàn ông Việt Nam, không có gì để anh ta thù. Cho nên anh ta quyết định, 2 năm xong ra tù, anh ta tìm đến một nhà thờ Công giáo ở Massachusetts để xin một linh mục cho tôi cách để làm lại cuộc đời. Lúc đó 19 tuổi. Linh mục thấy Chúa thì tha cho con rồi, nhưng mà bây giờ xã hội nó đâu có tha. Hồ sơ tội ác của con kinh khủng, tội ngộ sát, từ nay cứ giữ mãi, không bao giờ người ta xóa. Con đi xin việc làm cũng không được. Mà hỏi vậy, thưa cha, có cách nào không? Con thử viết một lá thơ lên tối cao pháp viện ở Washington. Và dưới sự hướng dẫn của linh mục đó, anh ta viết. Ông chánh án tòa án tối cao trả lời, tòa án không có quyền xóa hồ sơ và tha cho anh, trừ ra nạn nhân mà anh đã hành hung. Còn khó hơn nữa, bây giờ gặp người ta lại thù hận trở lại, và người ta lại càng xua đuổi mình. Nhưng không ngờ, nhờ phương tiện truyền thông báo chí và TV, anh ta được gặp ông Trịnh Ngọc Hòa, cái người bị đánh bể con mắt trái. Ông là một cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Khi gặp lại Mạc, ông ta nhớ ngay, bởi vì cái ngày ông ta nằm trong nhà thương, báo chí còn đăng hình Mạc. Mạc sợ hãi không dám nói lời xin lỗi, nhưng ông Hòa ôm lấy anh ta và bảo, chú biết con là một đứa con không có cha có mẹ, không có giáo dục, chú không có chấp. Mạc mừng quá, nhờ ông viết một lá thơ. Và qua lá thơ của ông Hòa đó, tòa án tối cao pháp viện đã xóa hết hồ sơ, và từ đó Mạc làm lại cuộc đời. Khi đã trở thành một người giàu có, nhiều lần Mạc gặp lại ông Hòa xin đền ơn. Ông nói, tôi vui, phần thưởng tôi có rồi. Thưa quý vị, đó là câu chuyện có thật tôi dùng để nói chuyện hôm nay. Chuyện hôm nay là tất cả chúng ta vừa hát cái bài, cái câu đáp ca, đáng lẽ phải vừa hát vừa khóc. Chúa đã tha thứ tội lỗi cho chúng con, không trừ ai. Tôi dám dùng chữ không trừ ai, là vì không ai không có tội. Cho nên, thưa quý vị, ba bài đọc hôm nay
đều nói lên ý lòng thương xót của Chúa. Chúa bỏ qua mọi lỗi lầm, như bài đọc một cho ông David. Cái câu đầu của ông David làm nhiều người không có đọc đoạn trước không thấy tức cười đâu. Ông tiên tri Nathanael cũng rất là khôn, nhưng cũng rất là sợ, bởi vì thời đó vua giận là chém tiền trạm hậu tấu. Cho nên ông ấy dám đến nói với ông vua: có, tôi biết có một cái thằng nhà nó giàu kinh khủng, nó có nhiều chiên cừu béo tốt, nhưng mà thằng hàng xóm có một con à, mà nó thèm cái con đó, rồi nó bắt vô, nó làm thịt, nó ăn, rồi nó vu oan cho cái người kia bị đi tù nữa. Thế thì bệ hạ sẽ xử thằng đó ra sao? Ông vua David nổ khí xung thiên, nó tôi giết cái thằng đó liền. Và cái câu đầu tiên đó, cái thằng đó là ông đó. Đó, cái câu đầu mình nghe, nếu mình không có hiểu đoạn trước thì mình thấy gì vô duyên, cái thằng đó là ông. Đúng, Nathanael can đảm lúc đó nói cái người đó chính là ngài. Người ta có một người vợ rất cưng yêu, người ta là một vị tướng lập công cho nhiều chiến trận cho đất nước Do Thái, vậy mà muốn cướp vợ người ta thì phải giết người ta. Tội gây ra tội. Rồi bài khúc âm Chúa tha, Luca diễn tả hay, Chúa tha cho người phụ nữ. Những bài kinh thánh này như vậy đáng để cho tất cả những ai nhận ra mình có tội, kể cả những người không nhận ra cũng phải thấy rằng mình hạnh phúc, là vì có một vị Thiên Chúa như vậy. Do đó cả ba bài đọc hôm nay, nhất là bài thư thánh Phaolô, câu quan trọng nhất của Phaolô trong suốt quá trình của ông nói về thần học là cái câu hôm nay: tôi sống nhưng không phải tôi nữa, mà Đức Kitô đang sống trong tôi. Làm sao áp dụng câu đó nếu chúng ta không ngăn đọc đi đọc lại, suy gẫm những bài đọc như ba bài hôm nay? Thưa quý vị, nhiều người coi đoạn văn của Luca như là một kiệt tác. Đúng, Luca xếp đặt rất khéo, nhưng phân tích một chút, tôi xin vài phút phân tích một chút, thấy có những cái gì hơi bất thường. Câu chuyện của Nga hai người mắc nợ được ghép vào đây, rồi ghép chung với câu chuyện của cái cô mà người ta tin là cô gái điếm được tha thứ. Hai bài có liên can gì với nhau đâu? Chỉ có liên can gần giống ở cái kết luận: ai tha nhiều thì mến nhiều. Còn cái kết luận của Luca về cái người phụ nữ thì chỉ vì chị này yêu mến nhiều cho nên chị được tha. Nó ngược nhau mà. Đọc phải phân tích kiểu đó. Câu chuyện của người phụ nữ trong bài này có quyền cắt ra để đọc riêng, nhưng như vậy là mất tác phẩm của Luca. Luca nói thái độ của chúng ta khi được Chúa tha thì chúng ta mừng rồi mến Chúa. Đó là kết quả mình thu vào. Còn cái người kia chưa được tha vẫn yêu mến Chúa. Biết mình chưa được tha, mặc dầu Chúa tha rồi nhưng chưa biết. Bà chưa đến để ôm chân Chúa, để khóc lóc, để lấy tóc mà lau chân, để sức hết dầu thơm lên đó. Bà chưa biết, Chúa chưa tuyên bố gì hết. Bà đã yêu mến trước rồi. Và cái điều đó là chủ đề của Luca. Không phải chúng ta đi xưng tội để mình được sung sướng vì sạch tội, hơn là mình nghĩ rằng Chúa đang mong chúng ta trở về, và chúng ta vì yêu mến Chúa mà trở về. Cho nên cái nét đẹp của Tin Mừng Luca không thể giấu bỏ được nếu chúng ta không đọc cả hai. Hai người mắc nợ được lòng vào, nhưng mà tôi thấy cái câu kết luận đi thẳng vào vấn đề lý luận, thì ông Luca trình bày hai thái độ chúng ta có, mà ngày xưa gọi là ăn năn tội cách trọn và ăn năn tội cách chẳng trọn. Nghe nó cũng ghê quá. Ngoài miền lại đọc làm tôi bối rối lắm. Ăn năn tội cách lọn, phải không? Ngày xưa nó có cách lọn và cách chẳng lọn.
không ai trong chúng ta không có tội. Lời kinh của năm thương xót: Chúa cho những người thừa tác viên của Chúa mặc lấy cái yếu đuối để thông cảm với cái yếu đuối của những người khác. Đúng. Xin Chúa cho chúng ta ý thức một điều thôi, là Chúa luôn luôn tha thứ. Nhưng như đầu lễ tôi nói, nợ gì cũng trả được. Tôi có câu đố ca đoàn, tại ca đoàn thông thái lắm. Người ta nói giàu thì đổi. À, ca đoàn chưa trả lời, bên này bà cố trả lời. Sang thì đổi. À, đổ nợ thì đổi sim card. Nó hết gọi cho nó đổi. Đó là bây giờ dân chơi nó nói vậy đó. Giàu đổi bạn, sang đổi vợ, đổ nợ tớ đổi sim card. Tụi nó hết kêu, nó chặn đường nó quánh luôn. Nhưng mà rõ ràng có một thứ nợ nó cứ đi sát với mình, mà chính mình biết rất rõ đó là tội. Cho nên nhiều khi trong gia đình cầu có với nhau, hãy xét lại lương tâm đi. Nếu lương tâm mình trong trắng, mình ít cầu có hơn. Nói thật đó. Chúng ta xin dâng lên Chúa thánh lễ hôm nay cùng với cha Việt. Chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người, từ giáo sĩ đến giáo dân đến tu sĩ, hiểu ra một điều: ai cũng có tội, lúc nào Chúa cũng tha. Chúa tha, Chúa không chấp, nhưng coi chừng thái độ bất cần của mình, không muốn hoán cải, nó trì mình lại, lôi mình vào con đường mắc nợ mãi mãi không xóa được.